thần tài chỉ thẳng mặt, bốn con giáp tài lộc lên hương, chính thức hết khổ, tiền nhiều như nước đổ về, trả sạch nợ trong 3 ngày trước rằm tháng giêng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, sức khỏe, thành công. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày trước rằm tháng giêng. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong thời gian 3 ngày trước rằm tháng giêng thì chúng ta sẽ có 4 con giáp bất ngờ nhận được ơn trên. Công việc thì thuận lợi, kinh doanh làm ăn thì phát tài phát lộc, tiền bạc nó cũng ùn ùn kéo về, giàu sang phú quý khó ai sánh bằng. 4 con giáp này vốn là những người mà sống thật thà, ngay thẳng và thiện lương, luôn giúp đỡ những người xung quanh trong công việc hay là trong cuộc sống. Họ luôn là những người có trách nhiệm và luôn hoàn thành tốt những công việc. Nên là trong những ngày đầu xuân này, đặc biệt là 3 ngày trước rằm tháng giêng, thì sẽ được lãnh đạo lì xì, sẽ được gì thần tài trợ mệnh, thần may mắn gọi tên. Đầu năm, có người còn được đề cử những cái vị trí cao hơn về mức lương, mức thưởng cũng như là gì về được thăng quan tiến chức. Từ đó cũng kéo theo cái thu nhập của họ sẽ được tăng lên đáng kể. Tất nhiên, đi kèm với đó là những cái thử thách nhất định. 4 con giáp này luôn nỗ lực, cẩn trọng trong từng cái bước đi để luôn vững mạnh và đạt được những cái thành công trong tương lai. Và để biết được 4 con giáp may mắn đó là những con giáp nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Con giáp may mắn đầu tiên trong cái 3 ngày trước rằm tháng giêng ấy, thì không ai khác xin được chúc mừng con giáp may mắn đầu tiên, đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, những người tuổi Tuất là những người hiền lành, sống có gì kỷ cương phép tắc và luôn tôn trọng cái tập thể. Con giáp này nếu mà làm công ăn lương ấy, thì thường đứng vị trí top đầu những cái nhân viên xuất sắc nhất. Họ giỏi cái chuyên môn và cư xử rất là chuẩn mực với đồng nghiệp và cấp trên. Họ không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi khi mà chưa hoàn thành xong cái công việc. Đôi khi họ sẽ khiến cho gia đình phải buồn lòng vì cái sự tận tâm nhiệt huyết đến quên cái sức khỏe của chính bản thân mình. Những người tuổi Tuất thì đã yêu thương ai thì họ sẽ gì mở lời và trình bày, bày tỏ. Hơn thế nữa, họ không ngại thể hiện cái tình cảm của mình bằng cả những cái cử chỉ ngọt ngào trước đám đông. Con giáp này không chỉ giỏi nói những cái lời ong bướm hay là hứa hẹn về tương lai, mà họ gì còn gì biết cách đặt ra những cái mục tiêu và cùng người ấy phấn đấu để đạt được cái hạnh phúc như mình mong muốn đấy. Và đặc biệt trong cái thời gian 3 ngày trước rằm tháng giêng thì những người tuổi Tuất cũng được trời thương Phật độ, lộc là nó đổ về liên tục đấy, và họ sẽ gì có những cái bứt phá mạnh mẽ trong công việc và nhận về rất nhiều cái thành tích đáng nể. Nói chung con giáp này có được cái lộc, giàu sang, sung sướng, tiền bạc thì gì nó khá là rủng rỉnh trong thời gian này. Đúng như là gì sở cầu như nguyện. Họ sống bình yên, hạnh phúc bên cạnh cái gia đình nhỏ, đầy ắp cái tiếng cười của mình. Trong công việc, nói chung với những người tuổi Tuất thì được nhiều cái casting nó xoay chiếu, nó hỗ trợ. Nên ấy là nó sẽ giúp cho những người tuổi Tuất ấy khá nhiều trong cái công việc. Nó sẽ giúp cho công việc có nhiều cái điều thú vị hơn và đặc biệt hơn. Đặc biệt là gì, nữ mệnh tuổi Tuất trong thời gian này cũng sẽ nhận được nhiều cái may mắn hơn nam mệnh. Đó. Nên là gì, sẽ có lợi cho những người làm nông nghiệp, buôn bán kinh doanh hoặc là làm thời trang, làm mỹ phẩm ấy, thì gì cũng được may mắn. Một số người làm thủy hải sản, người tâm linh và các học loại học thuật ấy, thì cũng được hanh thông thuận lợi. Khi mà công việc nó trở lại bình thường thì các bạn có thể gì tiếp tục hoàn thiện bản thân trong thời gian rảnh rỗi và gì đạt đến cái tiến độ thông qua cái trao đổi với đồng nghiệp, tạo cái không khí làm việc tích cực cho cơ quan trong cái những ngày đầu năm mới. Theo dự ngôn mới nhất của các bậc thầy tử vi ấy, thì trong 3 ngày trước rằm tháng giêng tới đây ấy, thì là cái thời điểm vàng cho tài lộc. Nên là những người tuổi Tuất hãy tranh thủ tận dụng những cơ hội này để du xuân đi lễ chùa cầu tài, cầu thần lễ Phật cho bản thân và gia đình được may mắn bình an. Nếu mà những người tuổi Tuất đang có kế hoạch kinh doanh buôn bán làm ăn ấy, thì quý vị cũng nên cẩn trọng đấy,
cũng không nên quá vội vàng hấp tấp. Đấy, quý vị sẽ gì? Được bạn bè hoặc là gì? Được cấp trên hỗ trợ, mang đến nhiều cái tin vui liên quan đến cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán. Thêm nữa, tình trạng sức khỏe của những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên ấy, đáng tiếc là tâm trạng của quý vị dễ chán nản, thường xuyên tràn đầy cái lo lắng. Các bạn phải cố gắng gác lại những cái lo lắng của mình và suy nghĩ một cách tích cực hơn để có thể gì giúp cho mình có một cái cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc. Bên cạnh đó, nữ mạng tuổi Tuất trong thời gian này cũng gặp được người khiến cho cái trái tim của mình chỉ bị loạn nhịp. Các bạn sẽ dứt khoát tấn công và có được cái tình yêu của mình. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông, thuận lợi, tiền bạc, tài lộc nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Đó. Vòng vẫn được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vì thế, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó. Thưa quý vị, đó là những người tuổi Tuất, con giáp may mắn đầu tiên. Đấy, trong 3 ngày trước rằm tháng Giêng. Quý vị đã biết đấy, cái rằm tháng Giêng là cái ngày trăng tròn đầu tiên của cái năm 2024, năm Giáp Thìn. Và đây cũng là cái thời điểm đặc biệt để có thể là chiêu tài, chiêu lộc. Một cái thời điểm may mắn để cho quý vị gì hội họp cùng gia đình, hội họp cùng người thân và bạn bè. Các cụ nói là gì, lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng ấy. Và trong cái thời điểm rằm tháng Giêng này ấy, thì nói chung quý vị cũng là những con người mà dễ có được cái may mắn tài lộc và dễ có được cái thành công. Đó. Thưa quý vị, tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày trước rằm tháng Giêng ấy mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn thì đó chính là những người tuổi Tỵ. Quý vị thân mến, nói chung ấy, theo dự ngôn của các chuyên gia tử vi tâm linh học mới nhất đấy, thì trong 3 ngày trước rằm tháng Giêng, những người tuổi Tỵ sẽ có nhiều cái cát tinh nó trợ giúp, nên là sẽ có được lộc ăn uống, được ăn nên làm ra, thu về tiền bạc ngập kép. Đó. Nói chung trong thời gian này thì bản mệnh là những người mà cần cù chăm chỉ, lại không ngại khó khăn. Do đó khi có các cát tinh nó che chở, nó soi chiếu thì lại càng bùng nổ, làm đâu thì thắng đấy. Những người làm công ăn lương thì sẽ được gì ghi nhận cái dấu ấn tốt đẹp trong lòng của lãnh đạo. Có thể sẽ được nhận những cái khoản tiền thưởng một cách bất ngờ. Trong khi đó, những người làm đầu tư kinh doanh thì sẽ được giới thiệu cho những cái mối khách hàng, những đối tác đầy triển vọng. Đặc biệt trong 3 ngày trước rằm tháng Giêng thì cũng là lúc để những cái dự án thực hiện bấy lâu của họ thu về những cái lộc lá, kiếm về những khoản tiền bội thu một cách nhanh chóng. Tiền bạc thì dư giả, sự nghiệp thì được thăng tiến. Đây cũng là cái thời gian mà con giáp tuổi Tỵ có thể đạt đến cái sự viên mãn. Họ cũng có thể gì tận dụng cái lúc này để xây dựng và mở rộng các mối quan hệ trong công việc và trong cái làm ăn. Đó. Tạo ra một cái tiền đề cho cái sự nghiệp trong tương lai sẽ diễn ra là được suôn sẻ, hài hòa, hanh thông, thuận lợi. May mắn lại có cát tinh tử vi nó chiếu mệnh, nó soi đường, nó dẫn lối. Nên là những người tuổi Tỵ cũng sẽ gì mạnh dạn và tự tin hơn trong cái cuộc sống. Làm gì cũng thấy được suôn sẻ và luôn tin tưởng vào cái bản thân. Nói chung ấy, trong cái thời điểm cái đầu năm này thì các bạn sẽ thể hiện được tốt cái công việc của mình, khiến cho công việc được suôn sẻ, được cấp trên đánh giá cao và được trọng dụng. Chỉ cần các bạn không tham gia vào những cái chuyện riêng của người khác và xây dựng được cái mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp xung quanh, chắc chắn các bạn sẽ có được cái sự thăng tiến tốt trong cái tương lai. Bên cạnh đó, đầu năm mới thì nhiều người cũng sẽ nhận được cái tin vui ngoài mong đợi. Đầu năm các bạn sẽ gặp được may mắn về vấn đề về tài chính, thu được nhiều cái tiền của về tay. Đấy, lộc lá thì cũng được gì gia tiên ban tặng, được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đặc biệt là trong cái 3 ngày trước rằm tháng Giêng ấy thì mọi chuyện nó đều diễn ra suôn sẻ, hanh thông. Quý vị lưu ý này, thì nói chung ấy, ngoài cái việc chú ý giữ gìn vệ sinh sạch sẽ thì các bạn cũng cần phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn và cố gắng tránh tiệc tùng quá chén để không ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình.
Ai có con nhỏ thì cũng nên giữ gìn cho con tránh đi chơi khuya hoặc là gì đi chơi xa. Đấy. Do thời tiết nó cũng đang gì bất thường thế này, kẻo lại gặp cái vận xấu đau ốm liên miên. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Tỵ trong 3 ngày tới, 3 ngày trước rằm tháng giêng ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ 2. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 3 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong 3 ngày tới, 3 ngày trước rằm tháng giêng ấy, thì xin mời quý vị và các bạn theo dõi, đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, những người tuổi Dậu là những người ít nói, ít bộc lộ cái cảm xúc của riêng mình. Bản thân họ là những người mà thích chiêm nghiệm, suy nghĩ và tìm tòi, khám phá. Những người này thì liên tục tìm kiếm những cái cơ hội cho riêng mình. Khi mà có cơ hội đến ấy, với mình ấy, thì những người tuổi Dậu cũng sẽ rất mạnh dạn và can đảm, chứ không gì chỉ tỏ ra chần chừ thiếu quyết đoán. Thời gian gần đây thì những người tuổi Dậu gặp không ít những cái vấn đề trong công việc. Dù đã nỗ lực nhưng mà con giáp này cũng không được ghi nhận. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng mà họ vẫn để không ngừng cố gắng và vươn lên. Và đặc biệt trong 3 ngày trước rằm tháng giêng thì con giáp của Dậu sẽ gặp được nhiều cơ hội trong công việc, thu nhập từ đó cũng sẽ được tăng tiến. Có thể có một cái công việc mới hoặc là một cái cơ hội hợp tác làm ăn đến với họ. Con giáp này cũng cần phải giữ vững cái tinh thần, tránh xa những cái nguồn năng lượng tiêu cực đấy. Những cái người có kế hoạch khởi nghiệp thì cũng nên bắt tay vào cái công việc, chứ không nên chần chừ do dự thêm nữa. Làm việc chăm chỉ, những người tuổi này sẽ thu về những cái thành quả đáng mong đợi. Bên cạnh đó, một vài cái cát tinh nó xoay chiếu, nó hội họp, nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Dậu gì khá là may mắn và phấn khởi trong những cái ngày đầu tiên của năm 2024. Nói chung ấy, sau cái dịp Tết Nguyên đán này, đặc biệt là trong 3 ngày trước rằm tháng giêng, thì các bạn có những cái niềm vui nho nhỏ nó tìm về. Không ngại khó, không ngại khổ, ăn ở tích cực, hiền lành. Nên là những người tuổi Dậu ấy cũng sẽ được trời thương Phật độ, ban cho nhiều cái lộc lá. Và công việc của những người tuổi Dậu trong 3 ngày trước rằm tháng giêng ấy cũng rất là tốt. Đầu năm đi làm cũng sẽ được đồng nghiệp cũng nói chung là yêu mến. Vì vậy, khi gặp khó khăn thì sẽ luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Những người mà đang tìm việc thì cũng hãy cứ kiên trì. Sắp tới đây, các bạn cũng sẽ tìm được một công ty ưng ý, vừa có mức lương cao phù hợp với mình, lại vừa có được cái công việc ổn định. Về mặt tài lộc thì trong 3 ngày tới thì những người tuổi Dậu ấy cũng sẽ có một số cái khoản chi phí nó phát sinh, nên các bạn cũng đừng có quá lãng phí. Đây mặc dù là cái khoản chi tiêu cần thiết quan trọng nhưng các bạn cũng đừng nên gì tiêu quá tay. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái vận trình tình duyên của những người tuổi Dậu thì cũng khá là may mắn. Nói chung đương số trong dịp đầu năm mới thì cũng sẽ gặp được nhiều người ưng ý. Với cái sự ấm áp và dịu dàng của mình ấy, thì những người tuổi Dậu có thể thu phục được cả những cái người khó tính nhất. Và đặc biệt trong 3 ngày trước rằm tháng giêng thì đời sống tình cảm của các bạn cũng có nhiều cái màu sắc đấy. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải cẩn trọng kẻo vướng vào cái chuyện tình cảm dễ gây cái tranh cãi, và phải cẩn thận trong cái lời ăn tiếng nói để tránh gây ra những cái rắc rối về sau. Và để gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, nếu quý vị gặp khó khăn, gặp trắc trở thì quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời giúp quý vị giải quyết được những khúc mắc, những khó khăn, giúp cho công việc được hoàn thành đúng tiến độ. Bên cạnh đó, vòng tam hợp quý nhân cũng sẽ giúp cho quý vị gì hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, tăng cường cái vận nhân duyên, từ đó sẽ giúp cho công việc nó được thuận lợi, hanh thông, tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Dậu. Vòng đã được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ 3.
Tiếp theo, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về con giáp may mắn thứ tư trong 3 ngày trước rằm tháng giêng, đó là những tuổi nào. Và con giáp may mắn thứ tư được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay thì đó chính là những người tuổi Dần. Trong 3 ngày tới thì những người tuổi Dần cũng sẽ gì được ân trên ban lộc, nên là sẽ đắc tài đắc lộc, giàu sang chạm nóc trong 3 ngày trước rằm tháng giêng. Nói chung những người tuổi Dần là những người hiền lành, hòa đồng và biết cảm thông, chia sẻ với những người khác. Những người tuổi này không ngại giúp đỡ những người khác nên thường gặp được nhiều cái may mắn trong công việc. Họ sẽ giữ đúng cái tinh thần trách nhiệm từ đầu đến cuối. Dù có khó khăn, đấy, thì con giáp này vẫn giữ vững được cái tinh thần, luôn tin tưởng vào cái tương lai. Những người tuổi này cũng gì? Nói chung là đôi khi căng thẳng. Những người tuổi này là những người cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, nên là cũng rất ít khi mà mắc phải những cái sai lầm nghiêm trọng. Và đặc biệt trong 3 ngày trước rằm tháng giêng ấy, cái vận khí của những người tuổi Dần ngày càng được bùng nổ. Nói chung con giáp này nếu mà đang khó khăn ấy, thiếu thốn ấy, cũng sẽ nhận được những cơ hội thay đổi cái vận mệnh, thay đổi cuộc đời của mình. Họ sẽ được nhận được nhiều cái cơ hội tốt cho công việc, kiếm thêm cái thu nhập. Những người tuổi này mà làm chủ thì cũng được nhân viên có năng lực đấy. Khi đó thì những người kinh doanh buôn bán cũng bắt đầu là gì? Buôn may bán đắt, lợi nhuận nó tăng đều. Những người mà gặp khó khăn cũng sẽ sớm được gì? Thoát nợ. Đó. Con giáp này cũng được dự báo sẽ gặp nhiều cái may mắn trong cái thời gian tới. Casting nó xoay chiếu nên là con giáp này sẽ gì? Dần dần nắm bắt được cái sự trợ giúp của quý nhân để thúc đẩy cái cuộc sống của mình nó thay đổi nhiều hơn, phát triển theo cái chiều hướng tích cực. Quý vị đừng có suy nghĩ bi quan, hãy cởi bỏ tất cả và nói nhiều lên. Nói chung cái may mắn nó sẽ tìm đến tận nhà những người tuổi Dần trong thời gian này. Về cái phương diện sự nghiệp thì cũng gì rất tốt đấy, được cái nhiều cái quý nhân nó giúp đỡ, sẽ có rất nhiều cái cơ hội để thể hiện cái bản thân. Nếu mà thể hiện tốt ấy, thì các bạn có thể tỏa sáng và sẽ nhận được những cái cơ hội làm ăn mới. Con giáp này cũng đang trong cái quá trình tu tâm dưỡng tính và học hỏi để cho công việc được phát triển hơn. Quý vị cũng đừng ngại bản thân chưa tốt. Đấy. Hãy tự hào vì mình đang cố gắng từng ngày. Nói chung ấy, trong năm mới thì lộc lá nó cũng kéo về với những người tuổi dần trong thời gian này. Đấy. Trong thời gian này quý vị có thể là gì đi thăm hỏi bạn bè, thăm hỏi những người thân, người quen để gì tăng cường cái khoản kết nối, có được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Bên cạnh đó thì nói chung ấy, những ngày đầu năm này do được quý nhân tương trợ giúp đỡ từ nhiều phía chứ không phải là chỉ riêng về phần tiền bạc nhé, nên là những người tuổi Dần vẫn có thể sống một cuộc sống thoải mái, không cần phải lo lắng và gì luôn có người gì xung quanh cười mình. Quý vị hãy chia sẻ niềm vui đó với mọi người xung quanh và mừng cho những người khác được may mắn và bình an. Trong thời gian này thì vận trình, tự nhân duyên và gia đạo cũng khá là tốt. Những cặp đôi trẻ đang yêu thì có thể là dễ dàng được cha mẹ chấp thuận sau những cái lần ra mắt gia đình hai bên và bước vào một cái giai đoạn mới. Còn những người đã kết hôn là những người mà quan tâm, đấy, thấu hiểu lẫn nhau nhiều hơn. Gia đình thì hòa thuận hay được anh em ở xa lui tới chơi nhà, hỏi thăm, chúc Tết. Đó. Và cũng sẽ có được những cái sự hậu thuẫn từ gia đình, từ những người bạn đời của mình. Nên là những người tuổi Dần cũng cứ mạnh dạn mà tiến hành những cái nhiệm vụ và có thêm cái động lực để phấn đấu hơn trong tương lai. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Dần ấy, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày trước rằm tháng giêng. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Tuất, 2 tuổi Tỵ, 3 tuổi Dậu và 4 là tuổi Dần. Đây là những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời, may mắn hanh thông, tài lộc thì vượng tiến trong 3 ngày trước rằm tháng giêng. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.